mà ơi. Ôi, kia người ta làm cái gì mà đông vui nhộn nhịp thế nhỉ? Đâu? Cái kia. À, ở đấy là người ta đang biểu diễn nghệ thuật múa rối nước đây. Múa rối nước là cái gì? Thì múa rối nước là múa rối nước ấy. Múa rối nước mà là múa rối nước thì nói làm gì? Hay là cậu dùng cái túi tò mò của cậu đưa đấy. Chúng tớ đến người mà có thể giải đáp những câu hỏi của chúng ta nhá. Ừ, dạ, tớ quên mất chúng ta có một chiếc túi thần kỳ. Vậy thì ngay bây giờ các bạn hãy cùng thò tay vào chiếc túi này để tớ đưa các cậu đến gặp người giải thích cho chúng ta nhá. Ừ. Rồi, ok. 3, 2, 1. Đây là chỗ cũ mà. Ờ, đây là chỗ cũ đúng không? Thế thì chắc là người chúng ta cần tìm sẽ xuất hiện ở ngay đây đấy các bạn ạ. À, ông đây rồi. Chào các cháu. Dạ, chúng con chào ông ạ. Chào ông. Ông ơi, con xin tự giới thiệu, con là Tò Mò. Đây là bạn Tí và đây là bạn Bông. Dạ vâng ạ. Xin chào bạn Tò Mò, xin chào bạn Tí, chào bạn Bông. Chúc các bạn khỏe nhé. Ông xin tự giới thiệu, ông tên là Nguyễn Đình Bảy. Hiện giờ ông là trưởng phòng múa rối nước nhân dân xã Nguyên Xá. Ông được phong nghệ nhân nhân dân năm 2022. Hiện nay ông vẫn đang giữ chức trưởng phường và ông sang biểu diễn phục vụ quê hương lễ hội truyền thống Hưng Yên ta đấy. À, vậy thì chúng ta đã gặp đúng người rồi đấy. Ông ơi, ông cho con hỏi là tại sao lại gọi là múa rối nước hả ông? Múa rối nước thì đặc thù của loại hình múa rối nước thì trước đây cũng là cái thú chơi của các cụ. Thế cho nên là các cụ từ cái lĩnh vực mà đồng bằng Bắc Bộ này thì mới xuất hiện được ra cái rối nước. Mà rối nước thì cũng thưa với bạn Tò Mò, với bạn Tí và bạn Bông là duy nhất chỉ Việt Nam mới có trên thế giới, còn rối cạn thì đâu cũng có. Vậy thì nguồn gốc ra đời của loại hình nghệ thuật này là gì? Nguồn gốc xuất xứ của loại hình múa rối nước này là năm 1113 đấy. Và chắc là đời Lý là đã xuất hiện, hiện nay là đã có cái tên Văn Vi ở bên chùa Đoại Tam Hà Nam là hiện nay còn đã giới thiệu cái loại hình múa rối nước thời bây giờ đã có rồi. Thế còn đặc thù của cái rối nước của Nguyên Xá của các ông đây thì là cũng đã có từ xa xưa, có rất từ lâu đời, cứ thế hệ nọ nối tiếp thế hệ kia cho tới nay vẫn luôn luôn duy trì và phát triển. Ông ơi, ông thế người ta làm ra con rối nước bằng chất liệu gì ạ ông? Người ta trước đây các cụ nhà chúng ta đấy làm thì tất nhiên là qua nhiều cái tìm tòi và nghiên cứu của đúc kết của các cụ ra thì tất cả các loại gỗ thì có thể là những cái loại gỗ tốt thì không làm được, vì lý do là khi làm đến người ta đóng những cái đinh hoặc người ta làm hình những cái gì nó thành những cái khúc khuỷu thì nó sẽ hay bị vỡ. Thế là cuối cùng là các cụ mới chế tác ra bằng cái loại gỗ sung là một cái loại mà chất liệu mà hữu hiệu nhất cho vừa chịu nước và nhẹ và đóng đinh không thể vỡ được. Đấy là cái hữu hiệu nhất. Còn bây giờ thì người ta lại chuyển sang đến những có cái chất liệu về hóa chất nữa thì bằng cao su nữa thì có thể là làm được con rối. Ông ơi, thế rối nước thì nó người ta có những cái hình thù như nào ạ? Thì ông cũng xin trả lời con là rối nước thì các cụ trước ngày là chủ yếu là chỉ nghiên cứu về những cái sự sinh hoạt, cái sự sống của cái lối của các cụ trước ngày, cách thức ví dụ như thay sóc, giã gạo, bế em, ru con hay là chăn trâu, thổi sáo, hay là sản xuất cày bừa hoặc là đánh cá hoặc là con cáo nó bắt con vịt chẳng hạn. Đấy là phường công người đang thể hiện như thế. Ông ơi, thế thì những nghệ nhân mà tham gia hoạt động nghệ thuật múa rối nước ấy có cần phải tập luyện nhiều để có thể biểu diễn được không ạ ông? Cái này thì thực sự mà nói là nếu như đã nói về làm nghệ thuật thì là làm bất cứ nghệ thuật nào cũng phải luyện tập. Khổ luyện thành tài mà không tập thì không được, vì là thực sự nói là cái này mà không khổ luyện thì cũng không thể thuần thục được, không nhuần nhuyễn được, chuyện bắt buộc là phải tập. Dạ, vâng ạ. Không biết là bạn Tí với bạn Bông đã được xem múa rối nước bao giờ chưa? Chưa. Ông cho con hỏi là với những tác phẩm múa rối nước thì có những tác phẩm gì đặc sắc mà nhiều người yêu thích không? Tức là cái múa rối nước thì thưa với bạn Tò Mò với lại bạn Tí, bạn Bông là cái này là nó cũng gần như là người ta gọi là một cái cỡ xiếc ấy mà. Thế đôi khi là ảo thuật và xảo thuật thì nó đi lẫn với nhau. Bây giờ trong cái loại hình này của các ông nó có những cái thứ bất ngờ mà để cho khán giả phải trầm trồ khen ngợi, là ví dụ cờ hiện giờ các ông đã ghim toàn bộ dưới nước mà Tí nó quạt lên không ướt. Đấy là cái xảo thuật. Thế sau đó là chốc nước con cáo có thể nó vô được một con vịt ở dưới mặt nước thì nó trèo được cái cây kia. Đấy là cái nghệ thuật. Thế sau đó hoặc là các bạn có thể là chồng lên nhau xong nó đổ ra rồi cuối cùng lại chồng lên nhau được. Đấy là ở dưới nước người ta làm như thế, hoặc những cái trò dây của người ta luồn đi ra đến tận ngoài này.
Thế cho nên là thực sự nói là những cái trò dây đặc thù của các cụ nguyên xá là nguyên xá Đông Hưng Thái Bình ấy, là hiện nay là còn giữ được cái truyền thống là rất nhiều phường người ta cũng có những cái thế mạnh riêng nhưng đặc thù của các cụ nguyên xá là giữ được những cái trò dây để phục vụ cái cho nghiên cứu. Ông ơi, thêm một dưới nước như thế này thì các nghệ nhân có phải lộ xuống dưới nước không ạ? À? Tất cả các nghệ nhân điều khiển quân trò là phải lội hết xuống nước. Còn nhà công thì ngồi bên trên. Còn tất cả mọi người là phải lội xuống nước. Còn múa rối nước là phải dìm mình xuống dưới nước thì mới biểu diễn được. Lạnh quá. Rất là lạnh luôn. Nước hôm nay là rất là lạnh. Đã ngấm vào nghề rồi mà đã là cái nghề chơi thì lạnh mấy cũng không lùi bước. Không lùi bước. Ông ơi, thế có cần phải biết bơi thì mới tham gia có được hoạt động? Phải biết bơi chứ, nói chung là hầu như 100% biết bơi, còn lúc nào cũng có cái phao có đội cứu nạn rồi, cứu trợ thì không sợ. Ông ơi, thế con rối làm bằng gỗ thì làm sao nó cử động được ông? Đấy, người ta cử động được là bởi vì người ta cũng chế tác được, cũng như người ta mọc cái người ta sẽ chế tác cái quân trò đó, ví dụ tay chân người ta cử động làm sao. Bây giờ ví dụ cái người ví dụ như đang ra người ta bắt con cá chẳng hạn thì người ta phải bò thế này, người ta nhào thế này chẳng hạn, thì phải chế tác cái người đấy mặt mũi là làm sao đấy, cái mặt đấy, ánh mắt là làm sao thì người ta mới bò được cái con cá đấy. Thế chứ không phải là người bình thường mình mỗi một quân rối làm cho một cái trò gì thì duy nhất chỉ được một cái quân đấy vào cái trò đấy thôi, chứ không thể như con người mình có thể là mình hóa trang được cái người này ra người khác, nhưng mà riêng quân rối tạo hình con rối là như thế. Thế thì như các cụ trước ngày là bảo là người bằng gỗ chân đi tay trỏ được á, đấy là những cái đồ mà vô tri vô giác nhưng các cụ đã chế tác ra được để mà vào để đi biểu diễn phục vụ khán giả. Thế các bạn đã được xem múa rối nước bao giờ chưa? Chưa. Thế thì may quá hôm nay là các ông và các bác trong nghệ nhân ở trong phường rối nước Nguyên Xá sẽ trực tiếp là biểu diễn quý vị khán giả ở quê hương thành phố Nguyên Ta lễ hội truyền thống. Tí nữa là nhân tiện đây là mời các con bạn tò mò này, bạn Tí này, bạn Bông này ở lại xem đồ cổ vũ nhé. Dạ. Thích quá. Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay quê hương Nguyên chúng ta tưng bừng mở lễ hội truyền thống phường rối nước nhân dân Nguyên Xá. Chúng tôi rất hân hạnh được vào đây cùng ai ngồi xuống. Xin thay mặt cho tất cả các bác nhạc công và diễn viên, tôi xin được gửi tới quý vị đại biểu, gửi tới các cụ con các bà, các bác các chị và quý vị khán giả lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng.
bà con. Tôi bảo ai ngồi cản đường đi. Ai? Ai ngồi ở đằng kia? Có xe đây không? Có xe đây cho con trèo đường đi không? Có xe đây không nào? Có xe không? Này thì không xe này. Trời, giáo cho con đùi máu nó chảy mọi người thì có nghề nào đúng. Dạ sáng thưa, đất nước ta đang quốc gia yếu sự, con chỉ biết ra đầu con giết giặc. Được rồi, ta thuận tình tốt sĩ. Được xem các nghệ nhân của phường Nguyên Xá biểu diễn múa rối nước chưa? Rồi ạ. Có hay không? Có. Có sinh động không? Có. Có vui nhộn không? Có. Rất là vui luôn. Rất là vui. Thế tí thích trò nào nè? Bông thích trò nào? Con thích nhất là trò húc trâu. Húc trâu đi, trò trâu sơn đấy. Thế là truyền thống đấy. Đấy là dân gian của mình đấy, vẫn có mà. Ông ơi, con thích nhất là nhân vật chú Tễu không ạ? Và con đang thắc mắc là không biết là các nhân vật này thì chất liệu của những con rối này là chất liệu gì không nhỉ? Chất liệu thì như lúc nãy ông đã giới thiệu đấy, là chất liệu là làm bằng gỗ thì nó hàng mỹ nghệ. Thế bây giờ thì cải tiến nó sẽ làm một cái chất xốp. Chất xốp thì nó vừa nổi mà nó cũng vừa dai. Thì nó rất nhẹ để điều khiển con trò nó rất là sinh động hơn. Thì người ta sẽ làm bằng, chắc chắn là sẽ làm bằng hai cái chất liệu như thế này thôi. Giờ chỉ có gỗ với cao su. Cao su xốp đấy. Đây cũng là cao su hả? Đây cũng bằng cao su. Đây là cái vành của lốp xe đấy, cái mảnh đấy, cái mảnh của lốp xe ô tô đấy. Người ta lấy cái lần mỏng, người ta làm cái đuôi. Đây này. Không, đây cái này cái dày. Cái sừng này cũng thế, người ta phải đóng bằng cao su thì khi cái này nó lắc thì cái sừng này nó mới sinh động. Chứ còn nếu đóng bằng gỗ thì nó cứng nhắc. Đây để ông, cái này nó bị gãy. Ừ. Cái này bị mất sừng rồi. Mất sừng đấy, nó lấy ông bế được không? Được không?
Ông ơi, thế thì làm thế nào để cho các con rối này có thể cử động được ở dưới nước hả ông? Đấy, cái cử động thì cái quan trọng là các cụ là chế tạo cái máy đây, các cụ trước ngày gọi là cái máy này, tức là mình thì nó hình dung nó chỉ là cái sắt tám thôi, nhưng thực tế nó là cái máy rất tinh vi đấy. Hả? Nếu như mà chỉ cần làm lệch đi một tí là cái con vật này nó sẽ không di chuyển được. Đóng lại cho một tí cho nó cái hướng của cái góc vuông này nó phải ăn với đâu. Đấy là cái mẹo của các cụ. Chứ còn nếu cứ bỏ đưa cho người đóng bây giờ, nó đóng quay lại thì con trâu này sẽ đọc đi giật lùi. Đấy là cái mẹo của các đặc cụ. Đặc biệt đúng không? Đấy, đặc biệt đấy. Thế còn thích quay thì tự động nó sẽ quay tán như thế này được. Đấy. Nó sẽ quay như thế này được. Vì là nó, đây dưới này người ta gọi là trông, mình trông thì bình thường như thế thôi, nhưng các cụ của nghề cũ trước các cụ gọi là cái máy để chế tạo ra cho con trâu này nó hoạt động. Ơ, nhìn kìa. Ông ơi, ông, thế cái này có mà cái này không có hả? Đây, cái này là người ta lại chế tác ra để con trâu này đi cày, có cái bàn cày vào đây. Bàn cày đây để con trâu đi, có cái cày người ta gài vào đây. Lúc đây hết cày ra đánh nhau đi thì người ta rút cái cày ra. Con trâu này tự động đi lòng đi đánh nhau. Ui dồi. Nãy con xem chưa? Nãy con xem con trâu nhai cái chăn xa đấy. Thì chính con này ra đánh nhau này. Đây này, con này đánh nhau này. Con này vừa rồi thì con thấy là để biểu diễn một tác phẩm thì bao gồm rất là nhiều nhân vật đấy ạ. Nhiều người, thế thì không biết là trong một đội biểu diễn về múa rối nước thì bao gồm những thành phần gì hả ông? Cái này thì có thứ nhất là cái bộ gõ truyền thống, cũng như là trong cái chèo thì có cái thi trống chèo, thì rối của các ông cũng có cái thi trống rối. Đặc biệt loại trống rối của quê của các chú để lại cho từ ngày xưa đến giờ thì là cũng chỉ có một như thế, đánh theo cái lối như thế là theo cái lối các cụ chứ chưa ai chế tác ra được. Thứ hai nữa là dàn nhạc công và diễn viên, thì trong đó là có nhạc công là trên là thoại làm sao là kết hợp, ví dụ như con này con trâu nó đang đi mà nó nghe họ thì có thể nó phải quay được cái đầu, hoặc là con người người ta kia là người ta gọi là hỏi bà ấy, bà chăn cái đàn vịt ra ngoài này thì lúc bây giờ bà phải xuất hiện và bà phải có cái động tác là chân tay bà phải cử động được, tức là cái lời thoại, cái người thoại phải ở người thoại trên trực tiếp là quan sát cái người diễn viên biểu diễn bên dưới nước, kết hợp làm sao cho nó đúng với lại cái tức là buông câu nhà chữ nó đúng với lại cái động tác của cái người làm bên dưới. Ông ơi, ông ơi, thêm một con người, một con rối thì cần bao nhiêu sợi dây để điều khiển được nó ạ? Cũng có quân thì là nhiều sợi dây, nhưng có quân thì cũng chỉ là một hai sợi dây thôi. Bởi vì như con trâu này là bắt buộc là phải có một cái này để cái rọ này để nó chăn nó mũi này. Thế nhưng mà ví dụ như cô tiên thì có thể là cô tiên cô muốn đấy, mà cô giơ tay nó tám cô muốn trên cái bàn này thì nó sẽ nhiều sợi dây bên trong, thì người ta kéo hết được cả 16 cánh tay lên. Kiểu con thấy là trong cái quá trình mà xem múa rối nước thì các nghệ nhân rất là vất vả, bởi vì là môi trường biểu diễn thì lại là môi trường ở dưới nước ấy. Thì cho con hỏi ông là không biết là trong hành trình mà ông làm nghề thì có khi nào mà ông cảm thấy nản và muốn bỏ cuộc chưa ạ? Thật sự mà nói thì các bạn cháu tò mò mà quan tâm đến cái việc của các nghệ nhân biểu diễn rối nước thì loại múa rối nước này thì là cực kỳ vất vả. Nhưng mà vì lý do bây giờ thì là nó là quá vất vả hơn tất cả các loại lao động, mệt nhọc, thậm chí có những cái ao hồ cũng thực tế mà nói là đến cái vệ sinh cũng không được đảm bảo nữa cơ. Thế nhưng mà vẫn phải lội nước, vẫn bắn lên mặt những đàng hoàng bình thường, vẫn bình thường, nhưng mà ngược lại là với cái sự đam mê, mà thực sự là cái đam mê mà các cụ để lại cho, thì thôi thì các chú là cũng giữ gìn tới nay cũng đã là trên 50 năm nay ở trong nghề rồi. Mà bây giờ nhất là cái trách nhiệm là lớn lao, cũng rất muốn truyền cho không những lớp trẻ trong ngoài tỉnh để nghiên cứu. Thực tế mà nói là cái rối nước bây giờ là đã, nếu như nói đến cái sự nghiên cứu là ngay bên Mỹ là đã có 2 tiến sĩ về nghiên cứu rối nước rồi, còn ở mình thì rất nhiều thạc sĩ rồi, tiến sĩ thì chưa có, thạc sĩ là chắc có rồi. Nhưng mà bên Mỹ là đặc biệt đấy, cái này là do ông tác gia là Nguyễn Huy Hồng đấy, là ông ấy nhà nghiên cứu rối nước Việt Nam, ông đã dạy 2 tiến sĩ bên Mỹ. Nhưng trong đó là Việt Nam mình chưa có một tiến sĩ nào, chưa có một trường lớp nào đào tạo về cái khoa riêng về khoa rối nước của các chú này, chỉ có truyền dạy nghề, truyền khẩu và truyền nghề từ người nọ sang người kia thôi, chứ không có trường lớp. Ông ơi, ông, thế thì bây giờ có nhiều người múa rối nước như ông không ạ? Rất nhiều, bây giờ nếu nói trên toàn quốc là trước đây là năm 2003 trở về trước ấy, là lúc bây giờ mới chỉ có 13 phường đội trong toàn quốc 6 tỉnh phía Bắc này, nhưng mà bây giờ lên tới khoảng độ 70 phường, 70 đội rồi. Ôi. Toàn quốc ở đâu cũng có, bởi vì là đấy là người ta thương mại, kinh doanh. Thế còn của công đây là công giữ lửa và giữ truyền thống, chứ không kinh doanh. Ông ơi, con thấy ở kia có rất nhiều con rối, ông có thể cho bọn con ra đấy xem được không ạ? Được, nhất trí. Mời các cháu.
tò mò và bạn Tí và bạn Bông ra xem và trải nghiệm từng quân một thực mục sở thị nhé. Đi đâu rồi, chúc các bạn. Xin giới thiệu với lại các con nhé. Đây là một cái trò rước kiệu này, hành quân rước kiệu đi từ đông sang tây này, hoặc là từ nam về bắc này, thì là đều hầu như là phải đoàn quân rước kiệu này, thì người ta sẽ rước kiệu, người ta sẽ đi theo cái điệu các cái bài rước, thế hành quân hết một đi một vòng. Đây là toàn bộ cho những quân hành quân này, dâng hoa quả này, các thứ lễ này. Thế còn đây là cái bàn sư tử, cái đây là các cụ trước này gọi là sư tử bàn. Thế trong đó là cái bộ này mà biểu diễn là phải tầm khoảng độ 6 đến 7 người. Một người kéo dây nọc và một người giữ dây rồi giữ thăng bằng đủ mọi thứ, rồi 4 người là kéo, mỗi người chỉ điều khiển được có một trò, một nhân vật thôi. Ông nào bạt này là đánh một, ông này đánh trống một, đấy ông đánh côn một, ông đánh kiếm một, đấy nó khác thế, nhưng mà lại ông sư tử là một, ông múa sư tử là một, ông này thì chuyên để cho say và cao lên, một ông thì chuyên cho say, một ông thì chuyên nhấc lên nhấc xuống, một cái này 7 ông. Còn cái bàn này như đã nói, cái nghề vất vả thì chỉ có những người mà làm lúa nước mới biểu diễn được đôi nước. Và vì loại thứ nhất là dầm mình đi nước, thứ hai là phải giữ cái quân, ví dụ như cái quân con trâu vừa rồi kia nó nặng như thế, mà nếu ông không khỏe được không giữ được đấy, ngày nếu không được 3 bữa là cũng không làm được. Vậy là hôm nay chúng ta đã được trải nghiệm một loại hình nghệ thuật rất đặc biệt, múa rối nước dân gian. Vậy thì các bạn có cảm thấy thích thú với trải nghiệm ngày hôm nay không? Có. Thế cảm nhận của bạn Tí thế nào? Cảm nhận của tớ về môn này là thú vị, ly kỳ và hấp dẫn. Thế còn bạn Bông thì sao? Tớ cảm thấy rất hứng thú khi được tìm hiểu thêm về bộ môn này. À, vậy là ngày hôm nay ông đã giúp cho chúng ta hiểu thật rõ hơn về loại hình nghệ thuật dân gian này. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng cảm ơn ông nhé. Rồi, chúng ta hãy cùng anh tay cảm ơn ông. Cháu cảm ơn ông ạ. Cảm ơn tò mò, rồi cảm ơn Tí, cảm ơn bạn Bông này đã hôm nay đã được trải nghiệm một cái và được trực tiếp ông là trưởng phường Múa Rối Nước mà lại được đứng vinh hạnh, được đứng nói chuyện giới thiệu với các cháu, thì ông cũng hy vọng là các cháu có thêm một kiến thức và sau này có nhiều cái tư duy nghiên cứu về loại hình múa rối nước thêm nhé. Chúc các con khỏe. Hôm nay chúng ta đã được tìm hiểu về một loại hình nghệ thuật múa rối nước dân gian và chắc hẳn rằng các bạn nhỏ cũng rất yêu thích loại hình nghệ thuật này đúng không? Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Xin chào, tạm biệt. Hẹn gặp lại.